Tôi là MC Ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay ngày 30 tháng 3 năm 2022 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.vn. Mở đầu bản tin là những thông tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 4, Singapore sẽ áp dụng cơ chế mới cho khách du lịch nước ngoài có tên gọi khung du lịch cho người đã tiêm chủng thay thế cho cơ chế làn đi lại vaccine. Theo đó, đảo quốc sư tử sẽ cho phép tất cả những người đã được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ và trẻ em từ 12 tuổi trở xuống được nhập cảnh, mà chỉ cần cung cấp xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi khởi hành. Singapore cũng bỏ áp dụng hạn ngạch du khách được nhập cảnh mỗi ngày. Trong khi đó, Thái Lan cũng sẽ không yêu cầu du khách tới nước này phải xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh kể từ tháng 4 tới. Việc gỡ bỏ quy định này được áp dụng với tất cả các du khách, dù nhập cảnh vào Thái Lan bằng phương thức nào. Tuy nhiên, sau khi nhập cảnh, du khách vẫn sẽ phải tiến hành xét nghiệm PCR ở ngày đầu tiên và xét nghiệm nhanh ở ngày thứ 5. Ngoài ra, hạn mức bảo hiểm y tế cho du khách nước ngoài có thể giảm xuống 10.000 đô la Mỹ. Tiếp nối hoạt động mở cửa hạn chế cho du khách quốc tế từ đầu tháng 2, giới chức Philippines cũng đang điều chỉnh các chương trình phục hồi du lịch theo hướng cởi mở hơn. Dự kiến, từ ngày 1 tháng 4, du khách nước ngoài có thể nhập cảnh Philippines với điều kiện tuân thủ các quy định về thị thực hiện hành, cũng như thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh. Để nhập cảnh nước này, du khách cần trình giấy chứng nhận đã tiêm ít nhất 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 và giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm PCR âm tính có hiệu lực trong vòng 48 giờ hoặc xét nghiệm kháng nguyên âm tính trong phòng thí nghiệm có hiệu lực trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành. Du khách tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến. Campuchia cũng đã ban hành một loạt các thay đổi để tạo điều kiện nhập cảnh thuận lợi hơn cho du khách quốc tế. Theo đó, du khách nước ngoài không cần xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ sau khi đến Campuchia, cũng như không cần làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh khi nhập cảnh. Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ cấp lại thị thực nhập cảnh cho tất cả khách du lịch quốc tế, bao gồm cả khách du lịch đường hàng không, đường bộ và đường thủy. Thưa quý thính giả, nhà điều hành mạng lưới khí đốt Gasket của Đức ngày 29 tháng 3 cho biết, dòng chảy qua đường ống dẫn khí đốt Eoman Europe tại điểm Bonau của Đức đã giảm xuống con số 0 vào chiều ngày 29 tháng 3. Theo dữ liệu của Gasket, dòng chảy theo hướng đông vào Ba Lan, từ Đức dọc theo đường ống dẫn Eoman Europe tại điểm trung chuyển Bonau ở mức 1.451.155 kW trên giờ vào lúc 13 giờ ngày 29 tháng 3, nhưng sau đó đã giảm xuống mức 0. Trong khi đó, việc cung cấp khí đốt của Nga qua hai tuyến đường ống quan trọng khác nhìn chung vẫn ổn định. Gasket vẫn chưa đưa ra phản hồi về bình luận nói trên của Reuters. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 30 tháng 3 báo cáo trong tuần qua, trên thế giới có trên 10 triệu người mắc COVID-19 mới và 45.000 ca tử vong. Theo số liệu thống kê, số ca nhiễm mới đã giảm 14%, trong khi số ca tử vong tăng 43% so với giai đoạn 7 ngày trước đó. Tỷ lệ tử vong vì COVID-19 tăng ở châu Mỹ tăng 182% và Đông Nam Á tăng 116%, nhưng giảm ở các khu vực khác, chẳng hạn châu Phi giảm 30%, Đông Địa Trung Hải giảm 22% và châu Âu giảm 17%. Xin được chuyển sang phần tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, sáng ngày 30 tháng 3, Tổng cục Thuế ban hành công điện số 04 về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại nghị quyết số 18 ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nội dung công điện cho biết quy định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Điều 1 nghị quyết quy định, từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, trừ etanol, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn, giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa. Mức thuế cụ thể được quy định tại khoản 1 điều 2 của nghị quyết này. Tổng cục thuế yêu cầu các cục thuế chủ động tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cho người nộp thuế trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các chi cục thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố kịp thời triển khai thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh giá dầu thô có xu hướng tăng cao, tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023,
Mức thuế này sẽ quay về mức cũ theo nghị quyết số 579. Thưa quý thính giả, để đẩy giá cổ phiếu FLC, Trịnh Văn Quyết có công cụ là công ty chứng khoán BAS. Công ty này được điều hành bởi hai bóng hồng quyền lực. Dù nắm giữ hơn 3,1 triệu cổ phiếu ác, nhưng ông Trịnh Văn Quyết không có tên trong hội đồng quản trị, cũng như ban lãnh đạo công ty. Chứng khoán BAS hiện do bà Hương Trần Kiều Dung làm chủ tịch hội đồng quản trị. Các thành viên hội đồng quản trị của chứng khoán BAS còn lại gồm ông Chu Tiến Vượng, phó chủ tịch hội đồng quản trị, ông Lê Bá Nguyên, bà Trịnh Thị Thúy Nga, bà Nguyễn Quỳnh Nga là tổng giám đốc và bà Nguyễn Quỳnh Anh. Có thể thấy, các thành viên hội đồng quản trị chứng khoán BAS đều là những người xuất thân từ ngành luật hoặc xuất thân từ ngành tài chính. Trong đó, tổng giám đốc Nguyễn Quỳnh Anh là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị tài chính và chứng khoán. Hôm nay, ngày 30 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm, tuyên phạt ông Hồ Hữu Nhân, 41 tuổi, quê Tiền Giang 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội chống người thi hành công vụ. Ông Hồ Hữu Nhân là người tự xưng ban chỉ đạo chống dịch, gây rối siêu thị ở quận 7 vào cuối tháng 8 năm 2021. Bản án phúc thẩm mà Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định ông Nhân có thái độ ăn năn hối cải và nộp cho cấp phúc thẩm các giấy tờ gia đình có công là tình tiết mới. Ngoài ra, hội đồng xét xử phúc thẩm cũng ghi nhận đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa xác định ông Nhân có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, tham gia nhiều công tác thiện nguyện tại địa bàn thành phố. Thưa quý thính giả, nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ khoảng 48.755 tỷ đồng. Từ nguồn vốn của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, vốn tích lũy của các hộ dân, Ủy ban Nhân dân Cần Thơ vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025 và kết quả thực hiện năm đầu kỳ 2021. Theo đó, đến năm 2025, chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đạt 24,5m² một người, trong đó khu vực đô thị là 26,3m² một người, khu vực nông thôn 24m² một người. Tổng diện tích sàn nhà ở toàn thành phố đến năm 2025 đạt khoảng 33.015.161m² sàn. Chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu là 12m² sàn một người. Trong giai đoạn 2021-2025, diện tích nhà ở xây dựng mới hoàn thành trên địa bàn thành phố Cần Thơ khoảng 5.326.572m² sàn, tương ứng khoảng 38.892 căn. Sáng ngày 30 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo trong vụ bôi nhọ danh dự lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Các bị cáo gồm Lê Anh Dũng, sinh năm 1965, trú phường An Phú, quận 2, nay là thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chủ doanh nghiệp Phan Bùi Bảo Thi, sinh năm 1971, ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, cựu nhà báo, công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại, Nguyễn Huy Sinh năm 1977, ở phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cựu cán bộ công an. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày 30 và 31 tháng 3. Nhắc đến những ngôi sao gốc Việt thành công ở Hollywood thì không thể thiếu được cái tên Kelly Marie Trần. Cũng như nhiều diễn viên gốc Á khác khởi nghiệp ở kinh đô điện ảnh thế giới, Kelly Marie Trần đã có một hành trình dài đầy khó khăn và dĩ nhiên luôn hiện hữu sự miệt thị cả về gốc gác lẫn ngoại hình. Kelly Marie Trần có tên tiếng Việt là Trần Loan, cả bố và mẹ cô đều là người Việt Nam. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ, Kelly Marie Trần vẫn luôn duy trì thói quen nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ cho tới khi lên 9 tuổi. Nhưng trong thời gian này, cô bé Trần Loan thường xuyên bị kỳ thị và phân biệt đối xử buộc cô phải ngừng nói tiếng Việt hoàn toàn. Bố mẹ Kelly Marie Trần quyết định đổi sang một cái tên Mỹ để mọi người xung quanh dễ phát âm hơn và xin việc dễ hơn. Đam mê diễn xuất từ nhỏ, Kelly Marie Trần bắt đầu sự nghiệp bằng các hoạt động tại các nhà hát kịch địa phương. Sau đó, cô góp mặt trong các video hài hước của College Humor. Trong mỗi sự kiện trọng đại mà Kelly Marie Trần được mời tham dự, cô luôn mặc áo dài trên thảm đỏ. Nỗ lực mang giá trị văn hóa của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế đã đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình tìm về nguồn cội của Kelly Marie Trần.
Thưa quý thính giả, Tân Trào, Sơn Dương, trái tim của Việt Bắc, thủ đô khu giải phóng thủ đô kháng chiến của cách mạng Việt Nam. Mỗi tên đất, tên làng ở đây đều gắn với trang sử vàng của dân tộc. Trước kia rừng che bộ đội, rừng vây quân thù, thì nay gần 4.000 hecta rừng nguyên sinh của năm xã vùng Sơn Dương, góp phần đắc lực cho phát triển du lịch sinh thái gắn với du lịch cộng đồng, lịch sử cách mạng. Tân Trào có mùa hoa phát tím, hoa liên vang vàng rất đẹp, nhưng mùa xuân này địa phương có mùa cây thay lá vàng, nhú lộc, một số loài hoa khoe sắc, tạo ra khung cảnh lãng mạn của khu rừng, hấp dẫn du khách gần xa. Với hoạt động hát then biểu diễn cho du khách xem trên hồ Nà Nưa, giữa rừng cây lá đổ vàng tuyệt đẹp. Thưa quý thính giả, tại Nhật Bản, người dân kéo ra đường để chiêm ngưỡng hoa anh đào. Với họ, màu hoa nở là dấu hiệu của những khởi đầu mới, sau 2 năm chống chọi với đại dịch. Ở Nhật Bản, hàng nghìn người dân tụ tập ở trung tâm Tokyo, xung quanh cung điện hoàng gia và nhiều công viên trong thành phố từ ngày 27 tháng 3 để ngắm hoa anh đào. Những người phụ nữ mặc trang phục truyền thống, tạo dáng chụp ảnh bên những bông hoa anh đào nở rộ tại công viên Inokashira, Tokyo. Tại công viên Sumida ở Tokyo, nhiều người dân cũng tụ tập cùng bạn bè để tận hưởng khoảng thời gian này. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, hoa anh đào ở Tokyo năm nay nở từ ngày 27 tháng 3, sớm hơn 4 ngày so với thường niên. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý áo điểm báo 18 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý áo điểm báo lúc 6 giờ sáng ngày mai. Thân mến chào tạm biệt.